Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn chương 2221, nhưng tôi sợ. Nói đến đây, mọi người đều im lặng, tuy bọn họ chưa tận mắt chứng kiến trận chiến trong đại hội tiên bảng, nhưng ở một mức độ nào đó bọn họ cũng biết, thực lực của Đường Tuấn hiện tại nhất định không phải thứ mà bọn họ có thể dễ dàng khiêu khích, rất có thể sẽ khiến người đi khuyên hắn phải chết. Tôi sẽ đi, ngay sau đó, một giọng nói già nua vang lên, ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung vào một ông lão trong đại sảnh. Ông ta mặc trường bào kiểu xưa, ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ chắc, khí chất nhao nhã của người đọc sách ập thẳng vào mặt họ. Lục lão ra, lục lão ra. Thấy người vừa lên tiếng là ông lão này, mọi người đều cung kính hô lên. Audio điện tử võ tấn bền. Ông lão này tên là Lục Minh Châu, tuy không phải lục gia chủ gia, nhưng cho dù là vị gia chủ gần 60 tuổi của lục gia nhìn thấy ông ta cũng phải cung kính gọi một tiếng ông chú, có thể thấy rõ vai vế của ông lão này. Thậm chí, có người còn nói rằng lục Minh Châu là người đã sống từ cuối đời nhà Thanh đến nay, từng chúng cử nhân cuối đời Thanh. Như vậy, ông lão này đã hơn trăm tuổi rồi. Ông chú, ông là muốn, lục gia gia chủ bước tới, đỡ lấy ông lão. Những nếp nhăn trên khuôn mặt lục Minh Châu run lên, ẩn chứa dấu vết của thời gian, ông ta nghiêm nghị nói. Người đọc sách như ta ghét nhất chính là những kẻ tự tư tự lợi. Đường Tuấn này vì lợi ích bản thân mà khiến Việt Nam phải đối diện với một tai họa nặng nề, tôi không thể ngồi yên không lo. Tôi sẽ đi khuyên cậu ta, bảo cậu ta đến Côn Luân và Vu Môn thỉnh tội, trả lại sự an bình cho Việt Nam. Lục gia chủ lo lắng nói, "Nhưng tôi sợ." Sợ cái gì? Lục gia chủ chưa kịp nói xong, Lục Minh Châu đã hét lên, "Lẽ nào cậu ta dám ra tay với tôi sao?" Nhìn khắp Việt Nam này, ngay cả Long Vương cũng phải hành lễ khi nhìn thấy tôi. Tôi đi khuyên bảo cậu ta, cũng là nể mặt cậu ta lắm rồi." Thanh âm như sấm, khó có thể tưởng tượng được nó được thốt ra từ miệng của một ông lão như thế. Lục Minh Châu nhìn về phía đám người nói, "Các người ký tên đi, tôi sẽ viết vạn môn thư. Vì Việt Nam, đừng nói là bảo cậu ta đi nhận tội, cho dù là tự sát, cậu ta cũng không thể từ chối." Chương 2222, hóa ra là vậy. Lục gia chủ lệnh lùng nói, "Đúng là ngông cuồng, ông chú tôi vì cậu ta mà đến đây, vậy mà lại không dám đến." Lục Minh Châu xua tay, vẻ mặt kiềm chế cơn giận, hỏi "Cậu ta đâu?" Long Vương mỉm cười đáp, "Đường Tuấn đang chữa bệnh cho người ở hiệp hội y học cổ truyền." Vẻ mặt Lục Minh Châu lại trùng xuống, nói, "Ma tộc hắc ám sắp tới rồi, cậu ta có thể ngồi yên sao?" Hiệp hội y học cổ truyền, hôm nay là ngày thành lập chữa bệnh miễn phí của hiệp hội biết đường Tuấn đích thân thăm khám, nên người đến rất nhiều. Hầu hết họ chỉ là những người bình thường, căn bản không biết những chuyện đã xảy ra trong giới tu hành. Cảm ơn bác sĩ đường. Sau khi đường Tuấn châm cứu cho một cụ bà 70 tuổi, cụ bà nói cảm ơn rất chân thành. Đường Tuấn đỡ bà cụ dậy và nói, nên mà nên mà. Y thuật của bác sĩ đường thực sự rất tuyệt vời. Đến lượt tôi rồi chứ. Nhìn thấy chỗ trống trước mặt đường Tuấn, lập tức có người kêu lên. Họ đã chứng kiến y thuật chữa bệnh của Đường Tuấn, đều muốn Đường Tuấn chữa bệnh cho mình. Ma tộc hắc ám đánh đến, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Cậu trị bệnh hành y thì có thể cứu được mấy người. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, mang theo ý tứ hàm xúc không mấy thiện cảm. Người vừa lên tiếng chính là Lục Minh Châu, phía sau ông ta là đám người Long Vương và Lục gia chủ. Những người bình thường này không hiểu lời của Lục Minh Châu, tưởng ông ta muốn chen ngang không nhịn được nói, ông lão này, nếu ông muốn bảo đường đại sư chữa bệnh cho ông, thì phải xếp hàng. Lục Minh Châu nghe xong liền khinh thường nói, bảo cậu ta khám bệnh cho tôi. Cậu ta còn chưa đủ tư cách đâu. Khi tôi và Mã Văn Thực uống rượu trò chuyện, ông của cậu ta sợ là còn chưa ra đời nữa. Nhiều bác sĩ đồng y có mặt ở đây nghe thấy câu này lập tức thay đổi sắc mặt. Mã Văn Thực là danh ý cuối đời nhà Thanh, y thuật cao siêu, được cho là đã khám bệnh cho từ hy thái hậu. Người này rốt cuộc là ai chứ? Không ít người thắc mắc trong lòng. Ông là lão thần tiên đó của Lục gia. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người thốt lên. Người đang nói là một ông lão hơn 60 tuổi, đầu tóc bạc trắng, răng cũng đã rụng hết rồi. Cả người ông ta khẽ run rẩy, rõ ràng là đang rất xúc động. Bước chân của Lục Minh Châu khựng lại, nhìn về phía người đó, nói: "Ông là?" Chương 2223, thể diện của Lục Minh Châu lớn lắm sao? nếu là đến khám bệnh, thì xin hãy xếp hàng, nếu không phải đến khám bệnh, thì vị trí này không phải là chỗ của ông. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Lục Minh Châu dừng lại, những mày hỏi, cậu biết tôi là ai không? Đường Tuấn nhìn ông ta nói, Lục Minh Châu. Vẻ mặt Lục Minh Châu trở nên ảm đạm, ông ta nói, cậu không nghe thấy bọn họ vừa nói cái gì sao? Đường Tuấn nói, tôi có nghe, sống hơn trăm tuổi thì ngầu lắm sao? Con rùa còn có thể sống được 10.000 năm đấy, Cậu nói chuyện kiểu gì thế? Lập tức xin lỗi ông chú ngay." Lục Minh Châu còn chưa kịp lên tiếng, Lục gia chủ đã giận dữ hét lên. "Đây là phòng khám, không được phép ồn ào." Đường Tuấn nói với Lục gia chủ. Lục gia chủ tức đến bật cười, nhìn các bệnh nhân rồi chậm rãi nói, "Tôi e rằng các người vẫn còn chưa biết bác sĩ Đường y thuật cao siêu của các người đã gây ra đại họa gì rồi đâu." Dị tộc sắp sửa tấn công, lẽ ra Côn Luân và Vu Môn có thể chống lại dị tộc nhưng bác sĩ đường này đã giết điện hạ của vu môn và đánh trọng thương truyền nhân của côn luân khiến côn luân và vu môn vô cùng bất bình hiện hai phe đã lên tiếng phản đối và không còn quan tâm đến sự xâm chiếm của dị tộc nữa cậu ta ở đây trị bệnh cứu người cho mọi người một chút ân huệ nhưng các người lại đâu biết vì cậu ta mà sắp phải có bao nhiêu người sẽ chết vừa dứt lời bầu không khí lập tức im lặng như tờ có đúng không bác sĩ đường thật lâu sau một bệnh nhân đột nhiên hỏi đường tuấn gật đầu không có phủ nhận anh nói nhưng mà các người yên tâm cho dù không có côn luân và vu môn tôi cũng có thể chặn được ma tộc hắc ám sắc mặt mọi người bỗng nhiên đanh lại bọn họ không tin câu cuối cùng đường tuấn nói côn luân là quê hương của vạn thần trong thần thoại truyền thuyết một mình đường tuấn liệu có thể lợi hại hơn được bọn họ không thể nào lục minh châu nhìn biểu hiện của mọi người nghiêm nghị nói mọi người không cần phải lo Chúng ta vẫn có một lối thoát. Trong lúc nói, Lục Minh Châu cầm lấy một tờ giấy từ trong tay Lục gia chủ đặt ở trên bàn trước mặt Đường Tuấn, giọng hơi lạnh lùng nói, đây là vạn ngôn thư do 18 tu hành thế gia ở Giang Nam cùng ký. Chúng ta hy vọng cậu có thể đến Côn Luân và Vu Môn nhận tội, bất chấp mọi giá cầu xin hai phái đó tha thứ. Lúc cần thiết, cậu phải hiến dâng tính mạng của mình. Sựa vào đâu? Đường Tuấn liếc nhìn Lục Minh Châu, Lục Minh Châu trầm giọng nói, chỉ dựa vào thể diện của Lục Minh Châu này, chỉ dựa vào 18 tu hành thế gia ở Giang Nam, đây không phải là thỉnh cầu mà là mệnh lệnh, tôi nói lại lần nữa, cậu phải đến Côn Luân và Vu Môn thỉnh tội. Chương 2224, bây giờ thể diện của ta đủ lớn chưa? Long Vương bị khí thế này làm cho sợ lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bán bộ hóa thần Lục Minh Châu hóa ra là cường giả bán bộ hóa thần cảnh. Bây giờ thể diện của ta đủ lớn chưa? Lục Minh Châu nhuyễn miệng diễu cợt, một cỗ khí thế đẻ mạnh đường tuấn. Ông ta đắc đạo từ sớm, đọc sách dưỡng khí, sau khi thiên hạ đại biến, lại tiếp tục tu luyện không ngừng nghỉ, cuối cùng hai năm trước đã bước vào cảnh giới bán bộ hóa thần. Đây là con át chủ bài thực sự của ông ta. Ha ha! Đáp lại ông ta chỉ là nụ cười khẩy của đường tuấn với một cái khua tay nhẹ của đường tuấn lục minh châu và lục gia chủ bị một luồng gió cuốn lấy bay ra ngoài một cách mất kiểm soát bác sĩ đường sao cậu dám làm như thế ông ấy là lão thần tiên mà có người kêu lên sắc mặt đường tuấn không chút thay đổi nói thần tiên sao thần tiên mà bị tôi xua đi như con ruồi đó sao không có ai đáp lại sân bay hà nội khi mấy người lục minh châu và lục gia chủ hoàn hồn lại họ đã ở đây rồi lục gia chủ mặt không còn chút máu phất tay một cái đã đưa người ta bay xa hai ba mươi dặm thế chẳng phải một cái phất tay của đường tuấn có thể đoạt đi mạng sống của bọn họ sao ông chú chúng ta giọng nói của lục gia chủ khẽ run run sắc mặt lục minh châu vô cùng ảm đạm nói cậu ta đã không nghe tôi khuyên thế thì xem cậu ta ứng phó thế nào tôi không tin ba ngày sau cậu ta thật sự dám lên côn luân lục minh châu vừa trở về giang nam lập tức có người hỏi chuyện ông ta đi khuyên đường Tuấn thế nào rồi, sắc mặt của Lục Minh Châu không vui đáp lại một câu, gỗ ngục không khắc được. Chẳng bao lâu, việc Lục Minh Châu bị đường Tuấn đuổi đi ở Hà Nội đã lan ra hầu khắp miền Nam, gây chấn động mạnh trong giới tu hành miền Nam. Thân phận của Lục Lão gia cao quý thế nào, được xưng là quốc sĩ cũng không phải quá đáng. Đường Tuấn có thân phận gì mà lại dám vô lễ như thế? Người này thật đáng chết, nếu không phải lục lão ra lương thiện, cậu ta còn có thể chạy nhảy đến bây giờ. Nhưng tôi nghe nói lục lão gia đã thi triển sức mạnh bán bộ thần hóa, liền bị đường tuấn phất tay một cái bay đi. chương 2225, ông chú, chú thật sự phải đến Côn Luân sao? Lục lão thần tiên tốt bụng, không nỡ làm cậu ta bị thương, hy vọng đường tuấn có thể nhận ra sai lầm của mình, đến Côn Luân chịu đòn nhận tội. Nhất thời, uy danh của lục Minh Châu và lục gia không những không giảm mà còn tăng, đạt đến đỉnh điểm, sánh ngang với gia tộc Trí Tôn. Tại Lục Gia, Lục Gia chủ nhìn Lục Minh Châu, cung kính nói, ông chú, chú thật sự phải đến Côn Luân sao? Đứng phía sau Lục Gia chủ còn có rất nhiều nhân vật quan trọng trong giới tu hành phương Nam. Lục Minh Châu làm ra vẻ bi thương, thở dài nói, tên họ đường kia đã không muốn đến Côn Luân nhận tội, thì tôi chỉ có thể lết cái thân già này đi, tôi đi thỉnh cầu Côn Luân, hy vọng bọn họ có thể ra tay, bảo vệ Việt Nam khi ma tộc hắc ám đến lục gia chủ tức giận nói nhưng mà ông chú chuyện này rõ ràng là lỗi của đường tuấn dựa vào đâu mà ông chú phải gánh thay cậu ta lục minh châu nói cậu ta vô tri ngông cuồng tôi không thể cũng vô tri ngông cuồng theo cậu ta dù sao chuyện này cũng phải có người đứng ra lục minh châu tôi nguyện ý làm người này chỉ cần có thể bảo vệ an toàn cho việt nam cho dù là xá cái mạng này của tôi thì có là gì lục gia chủ nắm chặt tay đôi mắt già nua đỏ bừng những người phía sau có người im lặng có người tức giận bất bình, quát lớn, lục lão ra, ông mới là thiên nhân của Việt Nam. Đường Tuấn kia chưa bằng một phần vạn của ông. Lục Minh Châu xua tay nói, đừng nhắc tới cậu ta. Dù sao cậu ta vẫn còn nhỏ, tôi cũng không trách cứ gì. Đám người càng tức giận nói, lục lão ra thật rộng lược, nếu ông thật sự gặp phải chuyện không may, 18 gia tộc tu hành ở phương Nam sẽ không bỏ qua cho tên họ đường đó. Vào ngày hôm đó, Lục Minh Châu rời khỏi Giang Nam, Ông ta không đi máy bay riêng mà một mình đến Côn Luân. So với sự nổi tiếng ngày càng tăng của Lục Minh Châu và Lục Gia, danh tiếng của Đường Tuấn giảm sút nghiêm trọng, thậm chí cả tập đoàn Thiên Thanh và hiệp hội y học cổ truyền cũng bị ảnh hưởng, rất nhiều công ty cấp cao và y học cổ truyền đồng loạt rời khỏi. Ba ngày sau, tại hiệp hội y học cổ truyền, người thân và bạn bè của Đường Tuấn đều đã đến, bọn họ có chút lo lắng, dù sao Côn Luân được mệnh danh là vùng đất của vạn thần, là một nơi thần thoại chân chính. Thầy, hay là con đi cùng thầy?" Hàn Bảo Long hỏi. Đường Tuấn lắc đầu từ chối. Bây giờ Hàn Bảo Long đã bước vào nguyên ảnh cảnh Hậu Kỳ, Đường Tuấn muốn cậu ta lĩnh ngộ sâu sắc hơn về kiếm đạo, vì vậy vẫn chưa cho cậu ta dùng Hóa Thần đan. Hoa Tiểu Niếp cũng nói, "Đường đại ca, Côn Luân khả năng sẽ có đại tu sĩ Hóa Thần cảnh, hay là anh đừng đi nữa." Chương 2226, cậu ta thật sự dám tới. Chẳng lẽ Côn Luân là tiểu thế giới của một cường giả động hư cảnh? trong đầu đường Tuấn bất giác hiện ra suy nghĩ này. Nếu đúng như vậy thì lai lịch của Côn Luân sẽ còn đáng sợ hơn anh tưởng rất nhiều. chênh lệch một cảnh chính là khác biệt cả một trời một vực, cho dù anh có tiên thiên thần văn cũng không bù đắp nổi, huống chi anh còn cách động hư cảnh hai cảnh giới. Linh khí trái đất đã cạn kiệt từ ngàn năm, nếu thật sự có động hư cảnh tồn tại, e rằng đã rời khỏi trái đất từ lâu. Đường Tuấn cảm thấy có chút yên tâm. Bên trong núi Côn Luân, không gian ở đây rộng lớn gấp vạn lần so với vẻ bên ngoài lạc chu sơn đứng trên một căn gác cao sừng sững phía sau là thủy chân và lạc tâm xuyên ngoài ba người trên gác còn có thêm một người chính là lục minh châu lục minh châu ông là người đọc sách có thể tu hành đến bán bộ hóa thần cảnh quả thật là không tồi ông thật sự định vì tên đường tuấn này mà hủy hoại tu hành trăm năm của mình sao lạc chu sơn đột nhiên nói lục minh châu lắc đầu nói một tên nhóc kiêu ngạo ngay cả vạn thần hương cũng dám đắc tội sớm muộn cũng chết sao tôi lại nói giúp cho cậu ta chứ lạc chu sơn gật đầu nói cũng chẳng khác gì mấy thế ông đến vì việt nam sao lục minh châu lại không chút do dự lắc đầu nói một đám ngu dân đâu đáng để tôi hao phí tâm lực lần này tôi đến chính là vì lục gia ông ta chợt dừng lại sau đó cúi xuống nói lục gia ta sẵn sàng thần phục côn luân trên mặt lạc chu sơn lộ ra một tia châm chọc nói, xem ra người ở ngoại giới xem trong ông quá rồi." Lục Minh Châu nói, đám ngu dân đó nghĩ thế nào tôi không quan tâm, tin chắc cao nhân ở Côn Luân Tiên Sơn cũng sẽ không quan tâm. Con đường tu hành là con đường thoát tục, bọn họ trong mắt tôi chỉ như con kiến, mà suy nghĩ của con kiến thì có thể sánh được với chúng ta sao?" Lạc Chu Sơn khen ngợi, nói rất hay, Côn Luân Sơn ta cần có một người có tiếng tăm ra mặt. Chỉ cần ông không có suy nghĩ khác biệt Côn Luân ta sẽ bảo vệ Lục gia của ông trước sự xâm lấn của ma tộc Hắc Ám. Côn Luân ta đã có đại năng thức tỉnh được hóa thần cảnh, ông có thể ở lại chứng kiến một lúc. Trên mặt Lục Minh Châu nở nụ cười. Vì Lục gia mà tới đây, hoặc nói cách khác cũng là vì bản thân ông ta, đây mới là mục đích chính của chuyến đi này. Đường Tuấn, cậu dám tới không? Lục Minh Châu nhìn ra lối vào của Côn Luân, trong lòng đắc ý, Lục Minh Châu ta đọc sách cả đời tầm nhìn độc đáo, có khi nào chọn đứng sai phe. Chỉ cần hóa thần cảnh đại năng thức tỉnh, thì lúc đó sẽ chính là ngày chết của cậu. chương 2227 thằng nhóc này đúng là đáng chết. Sát khí hiện lên trong mắt Lạc Chu Sơn, ông ta nói, không cần làm phiền ông Thủy chân chỉ là một tên bán bộ hóa thần nhỏ bé thôi mà, thời thượng cổ không biết côn luân ta đã giết bao nhiêu tên rồi. Thủy chân mỉm cười nói, vậy tôi sẽ đợi xem ông Lạc thi triển thân thủ của mình thế nào. Trong lúc hai người đang nói chuyện, có từng luồng thân ảnh bay ra từ các động phủ ở Côn Luân, đáp xuống trước các lầu đó. Khí tức của những người này đều kinh người, hầu như đều là tu vi nguyên anh cảnh trung kỳ và hậu kỳ, nếu ở ngoại giới, bọn họ đều là cao thủ trong tiên bảng. Tổng số có khoảng 3, 40 người, lúc này bọn họ đều đang lơ lửng giữa hư không, chặn trước các lầu. Mí mắt Lục Minh Châu giật lên dữ dội, ngay khi Côn Luân vừa ra tay, làm niên đảo tiên bảng vốn không phải là chuyện đùa. Lục Minh Châu thầm thở dài trong lòng, Đường Tuấn, hôm đó tôi đã nói, vạn thần hương chính là nơi chôn thây của cậu, hôm nay lời tiên tri này cũng sắp trở thành sự thật rồi. Ngay sau đó, hai bóng người hiện ra trong tầm mắt của mọi người, đó là Đường Tuấn và Ngân Thiên. Đường Tuấn không chút mảy may trước 34 người, mà ngược lại hỏi Ngân Thiên, những người giết tuyết hầu và hắc mễ hôm đó có nằm trong số những người này không? Ngân Thiên lìa mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng dừng lại ngay chỗ Lạc Chu Sơn, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợt, nói chủ nhân, chính là ông ta. Vốn dĩ hắc mế và tuyết hầu có sự trợ giúp của pháp môn tu hành do đường tuấn để lại, thì sẽ có được tiên cơ sau khi thiên địa đại biến, trở thành thê đội số một. Nhưng Côn Luân và Vu Môn đã giết chết hai người họ, dập tắt hy vọng này. Lạc Chu Sơn cười khẩy, khinh thường nói, tôi tưởng là ai, hóa ra là tên xúc sinh cậu. Hôm đó để cậu chạy thoát, bây giờ còn dám tìm đến tận cửa. Ông, sự tức giận bùng lên trong mắt Ngân Thiên. Ngày đó, Tuyết Hầu và Hắc Mễ đã bị Lạc Chu Sơn dày vò đến chết bằng những phương pháp cực kỳ tàn ác. Cho đến nay nó vẫn chưa thể quên được tình cảnh bi đát đó. Lục Chu Sơn nhìn đường Tuấn lạnh lùng nói, chỉ là giết hai con súc sinh thôi mà. Cậu thật sự vì hai con súc sinh đó mà đối đầu với Côn Luân ta sao? Biết điều thì lập tức đi ngay, tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra. Đường Tuấn nói, nếu là do ông giết, chỉ cần ông tự vẫn, ta sẽ không động đến côn luân của ông. Ha ha ha. Sau khi đường Tuấn nói xong, Lạc Chu Sơn cười rộ lên điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp côn luân, động đến côn luân tôi. Còn bảo tôi tự sát, cậu xem tôi là côn luân là gì, cậu xem bản thân cậu là gì. Lục Chu Sơn chỉ vào ba, bốn người tu sĩ côn luân ở trước các lầu, và nói cậu có từng hỏi tu sĩ côn luân ta có đồng ý không? mươi 2228 nó quá yên tĩnh. Lạc Chu Sơn nói, lẽ nào là linh khí đó sao? Thủy Chân do dự một hồi, gật đầu nói có thể. Lục Chu Sơn cười khẩy một cái, nói có linh khí thì sao? Trừ khi cậu ta có thể giết 36 đại tu sĩ Côn Luân ta trong một chiêu, nếu không cậu ta sẽ rơi vào lục hợp đại trận, chết dần chết mòn. Thủy Chân gật đầu, cảm thấy khả năng này khó có thể xảy ra. Tuy rằng tu vi của những tu sĩ Côn Luân này không cao, nhưng nếu như phối hợp với lục hợp đại trận, có thể đủ sức giết chết cao thủ bán bộ hóa thần. Cha, ngài thủy chân, các người nhìn xem, lúc này, Lạc Tâm Xuyên đột nhiên hét lên. Lạc Chu Sơn nhìn sang, đồng tử co rụt lại, lập tức nói cậu ta điên rồi sao? Thủy Chân cũng cau mày. Đường Tuấn không sử dụng bất kỳ linh khí nào khi đối diện với lục hợp đại trận của 36 tu sĩ Côn Luân, trong tay chỉ cầm một cành trúc. Lạc Chu Sơn có thể thấy rõ những cành trúc này chính là trúc xanh ở núi Côn Luân tuy rằng so với trúc bình thường có chút bất phàm hơn, nhưng chúng không sắc nhọn như đồ sắt thông thường. Đường Tuấn muốn phá vỡ lục hợp đại trận bằng một cành trúc sao. Đúng là nực cười. Thế nhưng, ngay khi suy nghĩ này nảy ra trong đầu họ, Đường Tuấn đã bắt đầu động thủ. Cành trúc mềm dẻo đột nhiên trở nên thẳng tắp, trong lòng Đường Tuấn thầm niệm một tiếng, phân âm dương, cành trúc giống như một thanh kiếm xoẹt ngang bầu trời, chém về phía lục hợp đại trận. Cành trúc chém xuống, không một tiếng động lục minh châu lắc đầu cười nói thiên tài của việt nam năm xưa vậy mà bây giờ lại dùng cách nực cười như thế thật sự khiến cho việt nam ta phải xấu hổ lục minh châu tôi cảm thấy thật xấu hổ khi ở cùng đội với cậu tuy nhiên sau khi nói xong cuối cùng ông ta cũng phát hiện ra có gì đó không ổn nó quá yên tĩnh cả bên trong và bên ngoài các lầu đều quá yên tĩnh dường như cũng chẳng có một ngọn gió cơ thể thủy chân đột nhiên run lên như thể nhìn thấy một nỗi kinh hoàng lớn Chương 2229, làm sao cậu biết? Máu tụ lại ở những vùng thấp chảy thành một dòng suối nhỏ. Đột nhiên, một cơn gió cuồng bạo nổi lên, tạo ra một tiếng rít gào sắc bén, giống như một vạn kiếm thoát ra từ trong không trung. Các lầu phát ra tiếng kêu răng rắc, các lầu cao gần trăm trượng bị trẻ ra làm hai. Cả người Lục Minh Châu run lên, rốt cuộc ông ta cũng hiểu được vì sao vừa rồi yên tĩnh như vậy, không có một làn gió bởi vì vừa rồi Đường Tuấn đã chém gió thành từng mảnh. Sao cậu ta có thể mạnh như vậy? Lục Minh Châu đưa mắt cầu cứu nhìn Lạc Chu Sơn. Bây giờ, ông ta chỉ có thể gửi thác mọi hy vọng vào trưởng giáo Côn Luân. Lạc Chu Sơn không đáp, nụ cười và biểu cảm trên khuôn mặt ông ta vẫn như trước, chỉ có một vệt máu tách ra từ giữa lông mày, cuối cùng Lạc Chu Sơn bị chia thành hai nửa. Chỉ với một nhát kiếm, Đường Tuấn không chỉ giết chết 36 tu sĩ Côn Luân, mà còn cả trưởng giáo hiện tại một kiếm phá lục hợp một kiếm chấn động côn luân bầu không khí im lặng chỉ có tiếng gió rít trong gió còn mang theo một mùi tanh nồng côn luân luôn tự nhận là một nơi thánh địa tiên đạo nhưng bây giờ lại mang đến cảm giác của sự chết chóc lạc tâm xuyên nhìn chằm chằm vào lạc chu sơn đã bị cắt làm đôi ánh mắt đầy vẻ đau xót anh ta quỳ trên mặt đất thân thể không ngừng run rẩy dùng hai tay ôm lấy thi thể đã bị cắt rời của lục chu sơn bố giọng lạc tâm xuyên nghẹn ngào Đột nhiên, hai mắt lạc tâm xuyên đỏ bừng, hung hăng nhìn đường Tuấn, trong mắt không giấu được sát ý. Anh ta trầm giọng nói, ngài Thủy chân cha ta hợp tác cùng các người, lẽ nào ông không nên báo thủ cho ông ấy sao? Thủy chân sững sờ, gương mặt lộ ra vẻ khó xử. Nếu là trước đây, ông ta sẽ ra tay không chút do dự. Nhưng hiện tại, sức mạnh của đường Tuấn khiến ông ta phải kinh sợ, ông ta cũng không đủ niềm tin. chương 2230, tôi sẽ bẩm báo sự thực không người biết thức thời mới là tuấn kiệt lục minh châu ta đang tìm đường thoát cho lục gia tôi không sai côn luân kết đồng minh với ma tộc hắc ám cũng là tránh xảy ra tàn sát vô tội là việc làm đại nghĩa côn luân cũng không sai người sai là đường tuấn cậu ta không hiểu cái gì là xu hướng chỉ cần hôm nay cậu ta chết ở đây thì sẽ không còn ai biết chuyện này hậu thế chỉ nhớ cái giá mà chúng ta đã bỏ ra lục minh châu kinh hãi đạo tâm run lên một trận nhưng lập tức một ý niệm lóe lên trong ông ta, ổn định đạo tâm. Ông muốn động thủ sao? Đường Tuấn nhìn Thủy Chân, nhẹ giọng hỏi. Cơ thể của Thủy Chân cứng đờ, có vẻ như ngay cả pháp lực của ông ta cũng chậm hơn nhiều. Ánh mắt của Đường Tuấn khiến ông ta có cảm giác lạnh sống lưng, như thể đã nhìn thấu tất cả bí mật của ông ta. Cuối cùng, Thủy Chân lắc đầu nói, Thủy Chân không dám. Đường Tuấn nói, ông trở về nói với Ma Hoàng, nếu không muốn nhất mạch của bọn họ bị diệt hết, thì đừng có làm loạn. Ma tộc hắc ám có thể được xếp hạng 10.000 trong tinh không vạn tộc bảng, được coi là một chủng tộc không tệ, rất nhiều chi mạch. Đường Tuấn ngay từ đầu đã biết được ma tộc hắc ám chuẩn bị xâm chiếm trái đất chỉ là một nhánh phụ, mà hoàng đương thời cũng có tu vi hóa thần cảnh sơ kỳ. Gương mặt thủy chân mơ hồ có chút tức giận, nhưng ông ta không dám nói lời nào, thì thảo nói tôi sẽ bẩm báo sự thực. Nói xong, ông ta lấy ra một viên châu, nhẹ nhàng bóp nát nó. Một luồng ánh sáng bao trùm lấy ông ta, rồi lập tức biến mất không dấu vết. Lạc Tâm Xuyên và Lục Minh Châu sững sờ, thủy chân, bỏ chạy rồi. "Tôi không tin, tu sĩ Côn Luân đâu?" Lạc Tâm Xuyên giống lên, anh ta đã tận mắt chứng kiến Lạc Chu Sơn bị giết, tuyệt đối không thể bỏ qua như thế được. Anh ta vừa dứt lời, không biết có bao nhiêu nhân ảnh bay ra từ các điện các của Côn Luân, cuối cùng đều tập trung lại trước các lâu này. 36 tu sĩ côn luân xuất hiện khi nãy đều là cấp trưởng lão của côn luân, ngoài 36 trưởng lão, côn luân còn có rất nhiều đệ tử. Trong số đó, có không ít đệ tử là nguyên anh cảnh. Nhất thời, bóng người bao phủ dày đặc khắp không trung, khí tức của những người này hòa thành một mảnh, lấp đầy khoảng không. Lạc Tâm Xuyên đứng lên, chỉ vào Đường Tuấn nói, "Cậu ta giết trưởng giáo côn luân và 36 trưởng lão, nên làm thế nào?" "Giết." Vô số người đồng thanh đáp lại thanh âm vang vọng khắp Côn Luân. Đường Tuấn cười nói, xem ra hôm nay Côn Luân phải diệt môn rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 2230.